Và bây giờ em mới nghe được tin này thì em thật sự rất đội, rất có lỗi với chú. Và em cũng như toàn đội thế, xin lỗi chú và xin lỗi người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em mà bọn em không thể làm được. Đó là chú cũng có dặn bọn em là phải cố gắng để không để vì một thất bại này mà gục ngã được, nên là bọn em sẽ chắc chắn bọn em sẽ thành công trong tương lai. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì bọn em đã bước vào trận đấu với rất là nhiều vết đau ở trên người, với rất là nhiều những cái áp lực chính của người Việt Nam. Và bọn em chỉ muốn nói là bọn em xứng đáng để đi xa hơn thế này. Bọn em không làm được. We'll be right back.
toàn xứng đáng thôi. Diệu, Apip và Tiến Dũng vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Đó là một cú đá rất tốt. Hồng Duy và chạy cắt vào của Quốc Anh. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái, rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc của Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình. Trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng, chỉ có thể nói Rusande không vào. Tiến Dũng không vào. Văn Thanh, Văn Thanh, Văn Thanh. Đó chính là người mới được tung vào sân.